Bạn đã từng nghe về Affiliate Marketing, bạn muốn có một nguồn thu nhập ổn định từ công việc này. Hãy tưởng tượng bạn có thể sở hữu một công việc đem lại cho bạn thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng mà không cần đến văn phòng. Affiliate Marketing, ai cũng có thể bắt đầu. Đây là một mô hình mà bạn không cần phải nhập hàng hóa. Bạn có thể marketing quảng bá sản phẩm cho người khác và kiếm được hoa hồng. Đây là một mô hình đang phát triển rất là mạnh tại Việt Nam trong những năm gần đây. Và tôi sẽ có những bí kíp để giúp cho các bạn có thể thành công với mô hình này. Nếu bạn muốn bắt đầu với Affiliate Marketing mà không biết bắt đầu từ đâu, đừng lo lắng, tôi đã tổ chức một chương trình webinar hoàn toàn miễn phí trong 60 phút chia sẻ cho các bạn những cách thức mà tôi đã bắt đầu với Affiliate Marketing để giúp tôi có thể tạo ra được những nguồn thu nhập đột phá ở trên Internet. Bạn sẽ được học những cách làm Affiliate Marketing một cách hiệu quả và những thị trường đem lại thu nhập đột phá cùng với những cách làm hoàn toàn mới. Hãy đăng ký ngay bằng cách kích vào đường link đăng ký dưới đây và trở thành một người kiếm được thu nhập với Affiliate Marketing. Cơ hội đang chờ đón bạn, hãy tận dụng nó để thay đổi tài chính của bạn ngay hôm nay. Hẹn gặp lại bạn trong chương trình.